Căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc hôm nay tuyên bố đang theo dõi sát sao những diễn biến mà Seoul cho là các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước đó, thì Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ hủy bỏ hiệp định đình chiến ký với Mỹ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đang tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự và dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên quy mô lớn. Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự cả trên đất liền, trên biển và trên không. Chúng tôi cho rằng các hoạt động quân sự này có thể dẫn đến các hành động gây hấn. Vì vậy, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao những hoạt động của quân đội Triều Tiên, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối xác nhận nguồn tin Triều Tiên áp đặt vùng cấm bay ở ngoài khơi bờ biển nước này, một động thái được cho là chuẩn bị cho khả năng Bình Nhưỡng thử tên lửa. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc Triều Tiên đe dọa hủy bỏ hiệp định đình chiến ký với Mỹ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 là không thể. Hiệp định đình chiến chỉ có thể bị hủy bỏ khi cả hai bên đều đồng ý. Chính vì vậy, việc đơn phương tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến của Triều Tiên là vô hiệu. Những động thái căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có xu hướng leo thang vào thời điểm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận về một dự thảo nghị quyết mới nhằm siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân hôm 12 tháng 2 vừa qua. Dự kiến, Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết nói trên vào cuối tuần này.